could be us. So back to what I was saying. Could, be us. Hoàng Vũ có cuộc sống ra sao ở Mỹ sau thời gian bị bệnh phải dừng hát? Ca Hoàng Vũ từ khi sang Mỹ sinh sống đã rất kín tiếng, vì thế khi anh xuất hiện trở lại với hình ảnh cười gò đã khiến khán giả không khỏi bị sốc. Ca sĩ Hoàng Vũ mới đây đã chia sẻ hình ảnh đi du lịch ở Mỹ, trong hình ảnh mới nhất, nam ca sĩ nhạc rock nổi tiếng một thời đã bớt ốm yếu hơn so với hồi tháng tư khi anh lần đầu tiên chia sẻ hình ảnh gầy gò, gương mặt hốc hác và già đi vì bệnh. Dù vậy, với đa số khán giả, họ vẫn chưa thể quen với những gì từng biết về một ca sĩ hoàng vũ vô cùng cao to phong độ trước đây. Vì thế, nhiều người vẫn thắc mắc lý do khiến anh như trở thành người khác. Được biết vào hồi tháng 4 khi quyết định công bố hình ảnh hiện tại của mình, ca sĩ Hoàng Vũ cho biết anh bị viêm khớp xương hàm phải thực hiện vẫu thuật. Căn bệnh này khiến anh khó khăn trong việc ăn uống, công việc ca hát cũng theo đó phải dừng lại. Anh cũng tiết lộ từ 80kg trước đây, khi bị bệnh, anh giảm xuống còn 66kg. Bác sĩ cho biết anh cần khoảng một năm để hoàn toàn hồi phục. Ca sĩ Hoàng Vũ được khán giả biết đến khi tham gia cuộc thi sao mai điểm hẹn năm 2004 và giành giải ca sĩ được yêu thích nhất do khán giả bình chọn. Vị trí quán quân năm đó thuộc về ca sĩ Tùng Dương, dù lựa chọn dòng nhạc ít khán giả là rock, nhưng với vẻ ngoài ca tính cùng chất giọng khỏe khoắn, nội lực đã giúp anh tạo được chỗ đứng riêng trong showbiz Việt. Tuy nhiên, sau một thời gian hoạt động nghệ thuật, ca sĩ Hoàng Vũ bất ngờ rút khỏi showbiz Việt sang Mỹ và hoạt động ở sân khấu hải ngoại. Anh rất kín tiếng về cuộc sống riêng tư. Đến năm 2018, năm ca sĩ mới công bố có hai con trai với vợ Việt Kiều. Vì muốn giữ gia đình bình yên nên anh hạn chế quay các thành viên gia đình trên mạng xã hội. Khi qua Mỹ, nam ca sĩ vẫn thi thoảng nhận lời mời tham gia game show ở Việt Nam và tích cực chạy show bên Mỹ. Tuy nhiên, từ khi bệnh viêm cướp xương hàm, ca phải dừng việc ca hát. Hiện tại, theo những hình ảnh nam ca sĩ chia sẻ trên trang cá nhân, có thể ngầm hiểu, anh đang có cuộc sống khá thoải mái ở Mỹ. Dù không còn thu nhập từ việc đi hát nhưng Kasim còn có công việc kinh doanh nhà hàng chuyên về món Việt khá đông khách. Ngoài những lúc bận rộn vì công việc kinh doanh, Casim Hoàng Vũ thường xuyên cùng gia đình đi du lịch khắp nơi. Tuy nhiên, có đôi lúc dòng ca sao mai tiêm hẹn cũng không tránh được cảm giác cô đơn, buồn bã với cuộc sống nơi xứ người. Có những ngày thức dậy thấy trong lòng buồn và cảm giác đơn độc lắm, mỗi lần như vậy thì phải một hai ngày, nó mới ngồi ngoài. Trong một năm sẽ xảy ra trường hợp như vậy khoảng 2-3 lần. Thật sự, những lúc thế này không biết chia sẻ cùng ai vì không muốn làm phiền người khác. Anh chia sẻ trên trang cá nhân. Và để không muốn làm phiền người khác như anh tâm sự trên trang cá nhân, anh thường chia sẻ những khoảnh khắc hài hước để tương tác với fan và bạn bè, những nỗi niềm về việc phải dừng hát, bị bệnh, ca sim như giữ lại cho riêng mình. Ca sim Hoàng Vũ tên thật là Nguyễn Đức Hoàng Vũ sinh năm 1980 tại Đà Nẵng. Mẹ anh là ca sĩ Bích Phương từng được mệnh danh là Nữ Hoàng Nhạc Rốt thập niên 1980. Bố anh là người Ai Cập, khi anh được 10 tuổi thì bố mẹ chia tay, anh sống với mẹ và được tiếp tục với âm nhạc từ sớm. Mẹ cũng chính là người nuôi dưỡng đam mê đồng hành cùng anh khi đã trở thành ca sĩ nổi tiếng và khi anh qua Mỹ sinh sống.